Em muốn để kiểu mua led ấy, nhưng mà trước em cắt mấy quán khác thì em thấy nó cứ bị làm sao sao. À, ok. À, lần trước em cắt hai bên nó cao quá hay là gì? Em thấy nó bị cắt cao quá ấy. À, thật ra là cái phông đầu của em anh thấy là đã bị họ vào thái dương này. Đó cả kiểu mô len đấy, mình không nên cắt chẳng quá này. Cắt chẳng quá em kiểu khá bảy ngày xưa. Có em biết rồi. Ok, mô len bây giờ thì ông anh cắt như thế nữa rồi. Thì bên này sẽ cắt cho em trắng nhẹ một chút thôi hoặc là xanh thôi để đảm bảo cái sự tổng thể ok hơn, là vì anh nhìn cho diện anh em ấy khá là hõm hơn thái dương, Vâng. cắt thấp một chút và không cắt cao quá. Ở bên trên thì em muốn cắt kiểu gì? Em muốn tỉa qua thôi. Tỉa qua, ok. Anh thấy độ dài em cũng vừa vừa rồi, anh sẽ cắt cho em đều ngoạn một chút, Dạ vâng. tỉa ngoạn một chút. Đấy, em đang đuôi đúng không? Em đang Khá nuôi là ạ. ngắn, ok. Thì từ đây sẽ cắt cho em qua tỉa một chút nhé. Anh phần sau khá là dày, còn phần dưới này anh sẽ để dài cho em, chủ yếu phần trên thôi, nó hơi bị cộm, nhìn tổng thể form nó không được hài hòa một chút cho lắm. Vâng. Ok em nhé, làm luôn nhé. Dạ vâng ạ. Ok em.